Một con mèo 3D khổng lồ đã xuất hiện trên tấm biển quảng cáo tại một trong những nhà ga xe lửa đông đúc nhất của thành phố Tokyo. Được hiển thị giữa các quảng cáo, chú mèo siêu thực trở nên sống động trên màn hình LED công ở quận Shinmosa. Màn hình có độ phân giải 4K cho thấy hình ảnh chú mèo rất chân thực, còn biết kêu meo meo. Màn quảng cáo này được phát sóng từ 7 giờ sáng đến 1 giờ sáng. Video thay đổi suốt cả ngày. Con mèo tam thể đầu tiên giật mình thức dậy vào buổi sáng và đến buổi chiều. Nó đứng dậy và kêu meo meo với những người qua đường. Vào buổi tối, nó nằm xuống và chìm vào giấc ngủ, gối đầu lên bàn chân. Chú mèo Shinmosa này đã thu hút sự chú ý trên mạng. Cư dân mạng thấy nó dễ thương và bày tỏ sự ngạc nhiên trước công nghệ này. Bảng quảng cáo được đặt trên lối ra phía đông của ga xe lửa Shinmosa, một khu vực kinh doanh sầm uất của thành phố Tokyo. Biển quảng cáo 3D thực tế đã xuất hiện ở một số nước châu Á trong những năm gần đây. Tháng 5 năm ngoái, một biển quảng cáo hình ảnh làn sóng 3D khổng lồ đã xuất hiện ở khu phố Gangnam Style.